sự việc xảy ra tại một khu bình thường cư thuộc thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông Trung Quốc. Theo như camera ghi lại, khoảng 20 giờ ngày 12 tháng 10, người đàn bà tóc dài vừa mở cửa bước vào tầng một tòa nhà nơi mình ở, theo ngay sau là một nam thanh niên quần đồ án trắng. Cô này đi thẳng đến nhấn gọi thang máy xuống, trong lúc chờ thang, cô quay người lại thùng thư phía sau, kiểm tra xem mình có bưu phẩm hoặc chuyển phát nhanh gửi đến không. Nam thanh niên đi vào ngay theo sau nạn nhân đúng lúc này gã thanh niên nọ liền tiến đến hôn trộm vào mông cô gái ba lần. lần cuối cùng khi cô phát giác ra thì hắn lập tức đứng dậy quay người đi thẳng nhiên như không có chuyện gì xảy ra. tuy nhiên toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối đã được camera an toàn ghi lại. hôn trộm lần một, lần hai, lần thứ ba. theo chị nào tao.